còn thở nhưng mà gì ạ, có thể là gì ạ, bị mắc dị vật ở trong đường họng đấy, hoặc là chúng ta nghe này, nếu như nạn nhân trong trường hợp đấy không còn thở nữa đúng không ạ, và chúng ta thấy là trong trường hợp đấy nạn nhân nuốt quá nhiều nước, chúng ta tiến hành một cách là chúng ta đẩy nước ở trong gì ạ, đường thở ra ngoài. Đây là cách mà đẩy nước ở trong đường thở ra ngoài được thực hiện như sau ạ. Người ta gọi cái thủ thuật này là thủ thuật Hemlick đối với nạn nhân bất tỉnh, đúng chưa? Thủ thuật Hemlick thì nó bằng cách là nó tác dụng vào cái cơ hoành này để cho cái cơ hoành này co đột ngột, đẩy toàn bộ gì ạ, hơi khí ở trong gì ạ, đường thở ra ngoài. Đấy, nó sẽ làm giảm thể tích cơ lồng ngực đi, đồng thời hai lá phổi sẽ ép lại, và từ hai lá phổi để lấy hơi khí đi trong lá phổi để đẩy nước ở gì ạ, đường thở ra ngoài. Em làm có thể là không đau lắm đâu nhưng nó sẽ hơi khó chịu một chút ạ. Không sao. Vâng ạ. Thoải mái. Anh thì thoải mái nhưng mà anh phải nằm ngửa an toàn, tức là đầu cổ anh ngửa hết cỡ, anh càng ngửa hết cỡ thì càng tốt. Vâng ạ. Thế chúng ta sẽ thực hiện như sau. Mọi người chú ý là chúng ta sẽ xác định cái phần xương ức. Cái phần xương ức thì mọi người biết rồi đúng không ạ? Xương ức nằm ở đây ạ. Được chưa? Đây phần đầu xương ức đây và vỏ xương ức nằm phía dưới này. Nó sẽ ngăn chia, nó lại nằm toàn bộ cái phần xương ức này sẽ nằm ở trên phần khoang ngực. Được chưa? Đây thì em sẽ xác định dễ dàng thôi ạ. Với bất kỳ ai, kể cả người béo người gầy cũng thế, khi nằm ngửa an toàn cái phần xương ức này nó sẽ nhô lên phía trên này. Đây ạ. Mình sẽ sờ lên phần xương ức này. Được chưa? À, tiếp theo phần rốn thì ai thấy rồi ạ. Có ai không có rốn không mọi người? Chắc là không có đâu đúng không ạ? Đúng không ạ? Đây phần ức và phần rốn. Thì chúng ta sẽ chia phần này làm 3 phần ạ. 1/3 từ trên xuống và 2/3 từ dưới lên. Vậy thì góc bàn tay của chúng ta sẽ đặt ở vị trí này. Đấy ạ. Để đẩy vào cái phần cơ hoành thì chúng ta sẽ ấn xuống và đồng thời đẩy lên phía trên. Anh cứ thả lỏng cơ bụng ra. Thế ạ, chúng ta sẽ đồng thời ấn xuống và đẩy lên phía trên. Đấy, nếu như mà đối với nam nam đúng không ạ, hoặc là nam nữ thì chúng ta có thể là ngồi gì ạ? Ngồi ngang vào hai chân này để đẩy. Thế nhưng ở tư thế này thì đối với nữ nam ạ, khi mà nữ quyền mà lên trên thì nam quyền lại ở xuống dưới đúng không ạ, thì rất khó. Thế trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ thực hiện như sau ạ. Chúng ta sử dụng góc bàn tay này, chúng ta sẽ ấn xuống và đẩy lên trên theo chiều gì ạ, từ dưới lên trên. Và khi đẩy thì chúng ta sẽ nghe thấy là cái hơi thở nó sẽ theo đường mũi ra ngoài. Anh cứ nằm ngửa an toàn lên ạ, thoải mái ạ. Được chưa? Đây ạ, em xác định lại ạ, vị trí đặt tay ạ, ức đây ạ. Được chưa? Rốn này ạ, 1/3 ạ. Đấy, chúng ta đặt vào chính nữa. Đây ạ, góc bàn tay thẳng đẩy ạ, ấn xuống đẩy lên trên ạ. Được chưa? 1, 2, 3. Anh cứ thả lỏng thở hết ạ. Được chưa? Sống ra em đúng không ạ? Tại sao mà chúng ta phải dùng lực bất ngờ? Vì nếu không bất ngờ và đột ngột thì cái cơ bạch của chúng ta nó sẽ không co lại, giống như mọi người bóc cái chai nước ấy ạ. Mọi người bóc mạnh thì cái nắp chai nước nó sẽ bật ra. Nhưng nếu mọi người mà không bóc mạnh thì cái nắp chai nước này nó sẽ gì ạ? Không thể bật ra được. Được chưa? Đây ạ. Đơn giản nhá. Đây ạ. Đây, em làm nhẹ hơn ạ. Ấn xuống ạ, đẩy lên. Đây ạ, ấn xuống đẩy lên. Được chưa? Mình làm phải chỉ ấn xuống này. Đẩy lên này. Được chưa? Đây. Thấy chưa? Mọi người thấy hơi ra ở mũi không ạ? Có thấy anh thấy hở ra mũi không ạ? Có. Anh thở, thở khí ra mũi ạ. Đấy. Không ạ, nó sẽ không đau như thế đâu, do mình kêu thôi ạ. À, còn nếu như mà cái trường hợp mà trẻ em bị mắc khóc dị vật thế ạ, trẻ em mắc khóc dị vật thì mình có thể đặt nằm. À, anh cứ nằm xuống đi ạ. Hoặc là cái trường hợp đối với người lớn thì mình có thể đặt tay ở vị trí này, mình ấn vào trong và hất lên trên. Ấn vào trong và hất lên trên thì chúng ta thấy là hơi thở nó sẽ thì cái cách làm này sẽ làm đẩy nước ở trong phổi của người bị nạn ra ngoài. Thế sau khi mà đẩy được nước ra ngoài rồi, nạn nhân chúng ta vẫn không tỉnh trở lại và chúng ta kiểm tra thấy lúc này nạn nhân đang ngừng thở, chúng ta phải tiến hành gì ạ, hỗ trợ về hô hấp và tuần hoàn đúng không ạ. Thế cái cách mà tiến hành hô hấp nhân tạo như sau, được chưa? Đầu tiên chúng ta đặt nạn nhân vẫn được cái tư thế mà đầu cổ hết cỡ để khai thông đường thở, chỉ có khai thông đường thở thì chúng ta mới thổi được cái hơi khí vào trong điện trong phổi người bị nạn mà thôi. Thì bằng cách là một tay chúng ta đặt ở trán đúng không ạ? Hai ngón trỏ và ngón cái đặt hai bên cánh mũi, tay còn lại chúng ta sẽ nâng cằm lên ạ. Nâng cằm mở miệng người bị nạn để trong trường hợp mà cần thiết thì mình thổi luôn ạ. Nhá. Đấy, và chúng ta cứ thực hiện 2 lần hô hấp nhân tạo 30 lần FT. Em mình sẽ lấy một hơi thật sâu ạ. Theo thổi vào tay. Dạ. Chính là mọi người đừng thổi vào tay ạ. Mọi người đi thổi thì nhớ thổi ở mũi ạ. Thổi vào tay nó không được vào đường thở đâu ạ. Khi thổi thì chúng ta sẽ bóp mũi lại. Giống như mình thổi quả bóng ấy ạ. Nếu như thổi ở trong kim thì gì ạ, hơi thì nó sẽ theo cái đường trong kim này ra ngoài. Thế nhưng mà khi mà mình thổi gì ạ, để vào phổi của mình này, chúng ta bóp mũi lại. Vì nếu như mình thổi hơi mà mình không bóp mũi thì gì ạ, hơi nó sẽ từ gì? Từ miệng nó sẽ vòng lên mũi, bởi vì ạ, khoang mũi, khoang miệng và gì ạ, thanh quản của chúng ta thì nó sẽ nằm gì ạ, nó sẽ nối với nhau ở phần hầu này. Thấy chưa? Thế nên là khi mà chúng ta hà hơi thì lưu ý là chúng ta phải hà hơi trong 1 phút. Người ta nói rằng là như thế này ạ. Cái khi mà chúng ta hít vào thì chúng ta hít vào oxy và thở ra thở ra CO2, nhưng không phải. Cái việc mà chúng ta hít vào cái lượng oxy thì chúng ta không dùng hết, và khi chúng ta thở ra cái lượng oxy còn dư thừa đấy, nó còn đảm bảo đủ cho người bị nạn chúng ta sử dụng tiếp theo.
nhá. Thế nên là khi mà chúng ta hà hơi thổi ngạt cho người bị nạn thì toàn bộ cái hơi đấy mà chúng ta đưa ra ngoài thì nó cũng đủ để cung cấp cho người bị nạn rồi. Và khi thực hiện hà hơi thổi ngạt thì cứ cách khoảng tầm 5 giây chúng ta sẽ thổi một lần như vậy. 5 giây một lần, hai lần cách nhau 5 giây, sau đó mình sẽ thực hiện 30 lần ép tim. Sau 30 lần ép tim thì chúng ta lại thực hiện 2 lần 5 giây. Thì cứ có một người tiến hành hô hấp nhân tạo thì một người ép tim, còn nếu chỉ có một người thì người đấy tự làm. Như ở đây thì ví dụ như em thì em sẽ tự làm. Lưu ý ạ, khi chúng ta tiến hành hà hơi thổi ngạt ạ, khi mà hà hơi thổi ngạt xong thì chúng ta hơi vào chúng ta bóc mũi lặng. Sau khi hơi không vào thì chúng ta thả mũi ra, tránh trường hợp mà mình cứ bóc mũi liên tục ạ. Bóc mũi liên tục cũng như kiểu mọi người thổi vào bóng liên tục mà mọi người gì ạ, không cho xì hơi ra thì sẽ dẫn đến cái trường hợp mà phổi của người bị nạn nó sẽ không trở về trạng thái ban đầu. Và khi mà không trở về trạng thái ban đầu thì nó dẫn đến trường hợp là bị gì ạ, bị tràn dịch màng phổi nếu như mà nó bị tổn thương ở phía trong. Được chưa? Và đặc biệt là khi nạn nhân mà hít phải nước rồi thì cái phổi này nó đã bị tổn thương rồi. Đấy ạ. À đấy, trường hợp tiếp theo là cái kỹ thuật tiếp theo là kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực. Thế bây giờ để ép được tim thì phải xác định được vị trí của tim ở đâu đã. Thế mọi người, theo mọi người thì vị trí của tim ở chỗ nào? Bên trái. Bên trái ạ, bên trái đây ạ. Đây ạ. Ở đâu ạ? Vị trí của tim ở bên trái đi ạ. Hay là ở đây ạ? Bên trái ạ. Bên trái ạ. Vâng ạ, vị trí của tim ở giữa lồng ngực ạ. Đây ạ. Vị trí này ạ. Ê, tại sao lại ở vị trí này? À, vị trí của tim là ở chính giữa nhưng mà cái phần một phần của tim thì lệch về bên trái. Đấy chưa? Cái phần mà lệch về bên trái nó nhiều hơn chứ tim của chúng ta không nằm về bên trái. Và cái phần cắt nhau giữa hai tâm ấy ạ. Chúng ta có bốn tâm ạ, hai tâm thất và hai tâm nhĩ đúng không ạ? Thì cái vị trí mà giao nhau giữa bốn tâm đấy thì là vị trí nó nằm ở ngay phần giữa gì ạ? Phần giữa xương ức này. Được ạ? Ngay trên phần xương ức này. Và khi mà chúng ta muốn ép tim thì chúng ta sẽ ép ở ngay cái vị trí đấy để tiến hành ép tim. Để xác định ở vị trí ép tim thì đơn giản thôi ạ. Nếu như mà với nam giới thì mọi người chú ý ạ, cứ gì ạ, cứ hai đầu nhũ hoa chúng ta nối lại và lấy trung điểm của hai đầu nhũ hoa thì chúng ta sẽ xác định được vị trí ép tim. Nhưng với nữ giới thì khó hơn đúng không ạ? Với nữ giới thì khó xác định hai đầu nhũ hoa và cái đặc biệt là chúng ta không thể cởi áo để xác định hai đầu nhũ hoa được. Còn nếu như mà xác định hai đầu nhũ hoa mà chúng ta sờ bên ngoài thì nó hơi phản cảm đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ xác định bằng cách như sau ạ. Chúng ta thực hiện bằng cách hai ngón tay chúng ta đặt trên vùng bụng ạ. Được chưa? Ngay trên rốn ạ, trên vùng bụng ngay trên rốn. Nhá, kéo hai ngón tay về phía người mình. Thì chúng ta sẽ chạm vào cái gì mọi người cảm nhận được ạ? Xương gì ở đây ạ? Sườn đúng không ạ? À, từ phần xương sườn này chúng ta sẽ lần xương sườn. Với cái cách này thì chúng ta có thể thực hiện cả buổi sáng và cả buổi tối đều được. Chúng ta không cần nghỉ quan sát thấy xem người bên nạn chúng ta ở chỗ nào, chúng ta chỉ cần xác định ở rốn ở đâu thôi ạ. À, sau đó đặt tay lên phía trên, kéo lên phía trên. À, đi lên chính giữa thì mọi người sẽ cảm nhận được nó sẽ vào cái phần gì ạ? Mỏm gì đây ạ? Mỏ của xương ức đúng không ạ? Mỏ xương ức mọi người xác định được rồi đúng không ạ? Thì bây giờ từ cái xương ức phía trên và xương ức phía dưới này mình nó sẽ chia nó sẽ thành ba đoạn. Từ mỏ xương ức ạ, đây từ đỉnh xương trước đến mỏ xương ức phía dưới, được chưa? Vậy chúng ta sẽ chia làm ba đoạn thì chúng ta sẽ lấy 2/3 từ trên xuống, 1/3 từ dưới lên. Con số 1/3 mọi người nhớ ạ. 1/3 nhé mọi người nhớ như vậy. À, còn nếu trong trường hợp mà chúng ta không xác định được 1/3 là bao nhiêu, chúng ta đặt luôn một ngón tay kế tiếp với ngón tay mà chúng ta vừa đặt ở phía xương ức. Nhá. Sau đó thì gấp ngón tay còn lại thì chúng ta đặt kế tiếp ở đấy. Thì vị trí này cũng là vị trí ép tim, được chưa? Đây, vị trí này là vị trí ép tim đấy ạ, nửa dưới xương ức. Đấy, cách này, cách xác định là vị trí ép tim như thế nào. Và khi ép tim thì thực hiện như sau ạ, nếu như mà người nạn nhân là quá lớn, cái khoảng cách mà chúng ta để tay ép tim này nó quá xa, được chưa? Thì chúng ta có thể thực hiện bằng cách là chúng ta sẽ đưa tay của nạn nhân lên đầu. Đối với người nạn nhân mà cái khoảng cách gì ạ, lồng ngực nó quá lớn, được chưa? Còn trường hợp nếu như chúng ta thì ạ, cái khoảng cách này nó không quá lớn thì chúng ta vẫn có thể quỳ để chúng ta thực hiện ép tim bình thường. Đấy ạ, quỳ ở chúng ta thực hiện ép tim bình thường. Đấy ạ, à, sau khi mà chúng ta xác định được vị trí ép tim rồi và đặt tay ép tim lên vị trí đấy ạ. Đây ạ, đặt tay ép tim lên vị trí này. Được chưa? À, thì cái việc ép tim thì chúng ta phải ép đúng đến gì ạ? Đúng đến tim. Ép đúng đến tim tức là gì ạ? Chúng ta nhớ con số 1/3. Để ép đến tim thì chúng ta phải ép đúng đủ 1/3 chiều dày của lồng ngực. Chiều dày lồng ngực được tính từ phần xương ức cho đến phần gì ạ? Cột sống. Đấy ạ, từ phần xương ức đến phần cột sống và 1/3 chiều dày đấy đối với người lớn nó sẽ rơi khoảng tầm 4-5 cm có dày mọi người. 4-5 cm ạ. Mọi người có ép bình thường cơ thể này thì lồng ngực của chúng ta khá cứng đúng không ạ? Và để được ép xuống được 4-5 cm thì không phải là gì? Không phải là dễ đúng không ạ? Thế ở đây thì nếu mà ép 4-5 cm trên người thật thì có thể dẫn đến trường hợp ngừng tim nếu như mà cái gì ạ? Cái tần suất của chúng ta ép tim nó không cùng với tần suất của tim đập. Thế trong cái trường hợp này em chỉ ép để ví dụ cho mọi người về kỹ thuật. Còn trong quá trình mà trên thực tế khi mọi người tiến hành ép tim đối với người bị nạn thì chúng ta phải thực hiện gì ạ? Chiều sâu là từ 4-5 cm đối với người lớn, từ 2,5-3,7 với trẻ nhỏ, 1,2-2,5 với trẻ sơ sinh. Được chưa ạ?
1 đến 2 với trẻ sơ sinh này, 3 đến 4 với trẻ nhỏ thì ạ, 4 đến 5 với người lớn. Mọi người nhớ như thế, tùy vào chiều dày. Cứ 1/3 chiều dày lồng ngực tính từ xương ức đến gì ạ? Phần cổ sống để chúng ta tiến hành ép tim. Kỹ thuật ép tim là như sau ạ. Sau khi mà mình xác định được vị trí ép tim rồi ạ. Đây ạ, chúng ta xác định được vị trí ép tim. Chúng ta sẽ đặt gốc bàn tay gì ạ? Thuận ở vị trí dưới. Gốc bàn tay thuận ở vị trí đấy. Được chưa ạ? Gốc bàn tay không thuận, tay không thuận chúng ta sẽ kéo các ngón tay lên để tránh cái trường hợp mà chúng ta để cả bàn tay này gì ạ? Áp vào ngực của bị nạn. Và đặc biệt là nếu người bị nạn là nữ mà để cả bàn tay này vào ngực đôi khi người bị nạn tự nhiên tỉnh dậy luôn ạ, không nằm nữa. Đúng không ạ? Thế nên là chúng ta sẽ kéo các ngón tay này lên, được chưa? Và để chỉ để gốc bàn tay của chúng ta nằm trên gì ạ? Trên vị trí lồng ngực. Hai chân chúng ta hơi mở rộng đúng không ạ? Tay chúng ta sẽ kéo các gốc bàn tay lên ạ. Và gốc bàn tay thì vai, gốc bàn tay và gì ạ? Và cái phần cổ tay chúng ta sẽ nằm trên một đường thẳng. Nhá. Và ở tư thế này chúng ta đổ người về phía trước ạ. Dạ. Và ép xuống với tần suất là từ gì ạ? 90 đến 100 lần trên phút, tức là gì ạ? Từ 2 giây 3 lần. Cụ thể tần suất nó sẽ như sau. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 20 30. Dạ. Sau 30 lần này chúng ta lại chuyển về phía trên đầu. Dạ. Và chúng ta lại tiếp tục thực hiện 2 lần thúc nhân tạo và 3 lần nén tim. Và chúng ta thực hiện cái chu trình này là cho đến khi mà nạn nhân đã tỉnh trở lại thì thôi. Hoặc là khi có lực lượng y tế tới hoặc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới và họ tiếp tục thực hiện cái quy trình này hoặc là họ có những biện pháp sơ cứu tiếp theo. Thì đấy là cái các bước mà để tiến hành và sơ cứu đối nạn nhân ngừng hô hấp ngừng tuần hoàn. Đây ạ, thì các bước thực hiện cụ thể chúng ta thực hiện sau đây thì em sẽ thực hiện lại toàn bộ cái tổng thể quy trình này. Toàn bộ tổng thể quy trình đó là tiến hành 2 lần hô hấp và 3 lần nén tim đối với nạn nhân trong trường hợp là nạn nhân của chúng ta bất tỉnh. Được chưa? Và sau đó thì em sẽ mời một số người ở phía dưới lên và thực hiện nội dung này. Được chưa? Đấy. Người cứu sẽ quỳ gì ạ? Có thể là ở phía trên đầu ạ. Tay chúng ta đặt trên trán, tay còn lại đặt dưới cằm, đồng thời ấn trán lên cằm mở miệng người bị nạn. Nhá. Móc hết đường dại dương vật. Có trường hợp nếu như nạn nhân chúng ta không có nghi ngờ cổ sống thì chúng ta có thể quay nghiêng đầu người bị nạn sang bên cạnh, mở miệng người bị nạn để gì ạ? Lấy đường dại dương vật ra bên ngoài theo gì ạ? Theo chiều ngang. Được chưa? Sau đó chúng ta đưa đầu nạn nhân về thẳng. Đấy ạ, một tay đặt trên trán, hai ngón trỏ của cái hai bên cánh mũi ạ. Tay còn lại chúng ta nhớ là nâng cằm của người bị nạn lên vì tránh trường hợp mà khi chúng ta há hơi chúng ta sẽ ấn cằm xuống. Ấn cằm xuống thì cái cổ của chúng ta sẽ bị khóa lại và đường thở chúng ta bị khóa lại. Lúc này mình há hơi rồi nào nó không còn hiệu quả nữa. Được chưa? Trong quá trình mà mình há hơi rồi nào thì liên tục gì ạ? Đặt tay lên mũi ạ. Tay còn lại thì nâng cằm người bị nạn lên được ạ. Hít một hơi thật sâu ạ. Hít một hơi thật sâu sau đó đi ạ. Tiến hành hai rồi nào, cách 5 giây chúng ta thực hiện lần hai. Sau khi há hơi là chúng ta để quan sát, nếu như mà há hơi tuần này hiệu quả thì ngực của nạn nhân này sẽ phồng lên, sau khi phồng lên nó xẹp xuống, tức là gì ạ? Nếu há hơi là hiệu quả thì ngực của nạn nhân sẽ di động. Còn trường hợp nếu như mà mình há hơi vào mà hơi nó không vào được, tức là phổi nó không thể có hơi, lồng ngực không di động thì có thể là trong đường thở này vẫn còn nước thì chúng ta lại tiếp tục thực hiện cái biện pháp gì ạ? Thủ thuật Hemlich đẩy nước ra ngoài. Được chưa? Còn trong cái trường hợp nếu như mà cái cổ này bị cập thì gì ạ? Việc há hơi này cũng không hiệu quả. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại như thế đấy để gì? Để làm sao mà đảm bảo an toàn nhất. Trường hợp nếu như lần thứ nhất thổi không được, lần thứ hai thổi không được thì chúng ta thực hiện lại được đến bao giờ thổi hiệu quả hết hai lần chúng ta thực hiện biện pháp ép tim. Được chưa? Tiếp tục này, chuyển sang biện pháp ép tim. Được chưa? Xác định vị trí đặt tay ép tim ạ, tay đặt trên rốn ạ. Hai ngón ạ kéo về phía người mình. Chạm vào xương sườn ạ, lần theo vào xương sườn lên đến phần móng ước ạ. Đặt kế tiếp vào ngón tay trên móng ước, sau đó thì gốc bàn tay thuận lên phía trên. Kéo các ngón tay lên ạ, đổ người về phía trước, hai chân mở rộng. Đấy chưa? Vai kiểu tay gốc bàn tay trên một đường thẳng ép 30 lần. Thực hiện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30. Đã. Và quá trình thực hiện này mình nhớ là cái nhịp của chúng ta phải đều, tránh cái trường hợp mà ban đầu chúng ta làm nhanh. Ban đầu làm rất nhanh, ban đầu 1, 2, 3, 4, 5. Về sau mệt ạ, về sau mệt chỉ có gì ạ? 6, 7, 8. Đấy chứ ạ? Cái nhịp này phải đều, nó đều để nó gì ạ? Nó đồng thời hay là nó cùng với cả tần suất cơ thể. Đấy ạ? Để tạo điều kiện mà hỗ trợ, tạo ra cái việc hỗ trợ và tương đương với cả cái việc mà người bị nạn chúng ta vừa hô hấp và tuần hoàn bình thường. Đấy, thì đấy là cách mà chúng ta tiến hành hô hấp nhân tạo và ép tim và lồng ngực. Sau khi mà tiến hành hô hấp tim, nếu người bị nạn chúng ta mà tỉnh trở lại thì có dấu hiệu đó là nạn nhân gì ạ? Một là nước sẽ gì ạ? Sộc ra ngoài. Sẽ ho sụp không ạ? Cái thứ hai là nạn nhân chúng ta có những biểu hiện như là máy mắt đúng không ạ? Quay đầu. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà nạn nhân chúng ta không tỉnh trở lại, chúng ta cứ tiếp tục thực hiện như thế cho đến khi nào nạn nhân tỉnh trở lại thì thôi. Và trong quá trình thực hiện thì cứ sau khoảng tầm
4 đến 5 lần là chúng ta thực hiện 2 lần hô hấp, 3 lần ép tim, chúng ta dừng lại để kiểm tra cái chức năng của người bị nạn gồm có gì ạ? Thì kiểm tra hệ hô hấp và hệ tuần hoàn của người bị nạn như thế nào. Đấy, mọi người có ý kiến gì không? Có hỏi gì về phần này không ạ? Sống chưa? Có ai hỏi gì về phần này không ạ? Không. Anh ơi. Là anh sống rồi ạ? Rất rồi. Thế nếu không ai hỏi gì phần này, mời một người lên để chúng ta thực hành tại chỗ này để xem là chúng ta có cái khu vực này không ạ? Em nói như vậy có nhanh quá không ạ? Ổn ạ.